Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Bố Trạch, xã Đông Trạch đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự Đồng Hới tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 24 tháng 10, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo. Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra trong không khí đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới. 350 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 6,7 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự đại hội đã phát huy tích cực vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng đối với sự thành công của đại hội. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghe và thảo luận báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội cũng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị chỉ đạo đại hội và tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngay sau thành công của đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ nghị quyết đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng để xây dựng chương trình hành động, cả kế hoạch thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống. Hôm nay ngày 24 tháng 10, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi. Trong phần thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có một số ý kiến liên quan đến dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi. Phát biểu thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Văn Cương tán thành với nhiều điểm mới của dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi. Dự thảo đã tiếp thu và giữ nguyên một số khái niệm của bộ luật dân sự hiện hành là hoàn toàn phù hợp, trong đó đưa ra những thuật ngữ pháp luật về dân sự dễ hiểu, gần gũi và đơn giản hơn đối với người dân. Đại biểu Nguyễn Minh Cương cũng tán thành với phương án chỉ quy định pháp nhân cá nhân là chủ thể quan hệ dân sự, đồng thời tán thành với ý tưởng bổ sung quy định mới về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, điều 419. Quy định này phù hợp với nguyên tắc thiên chỉ trong quan hệ dân sự, mang tính đạo đức, hướng tới lợi ích chung. Tuy nhiên, quy định về vấn đề này phải hết sức chặt chẽ, tránh sự lợi dụng. Về thẩm quyền của tòa án trong thay đổi hợp đồng, đại biểu Nguyễn Minh Cương đề nghị Quốc hội cân nhắc thêm. Đối với việc chấm dứt hợp đồng thì một số luật chuyên ngành chúng ta cũng đã có cái quy định về vấn đề này, ví dụ như là luật kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên là cho tòa án, việc cho tòa án sửa đổi hợp đồng ấy thì chúng tôi cũng đề nghị cân nhắc thêm. Thứ nhất là thẩm phán thì là người có thể am hiểu, rất am hiểu về pháp luật, có thể biết là việc áp dụng pháp luật đúng hay sai. Tuy nhiên ấy, lại không có cái chuyên môn về kinh tế, thương mại, xây dựng, về cái lĩnh vực cụ thể vân vân. Vì vậy cho nên là cho phép thẩm phán thay đổi hợp đồng cũng là một cái vấn đề cần phải cân nhắc. Cái thứ hai là cái quy định tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các cái chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi, cũng là một cái quy định không rõ. Vì ở đây là cần phải làm rõ là gây thiệt hại cho bên nào và so với chi phí để thực hiện hợp đồng của bên nào. Trong bộ luật dân sự đấy thì chúng ta chỉ quy định là đối với hợp đồng mua bán nhà và hợp đồng cho thuê nhà thì được thực hiện theo luật này và luật nhà. Thì như vậy thì đối với các loại hợp đồng khác như là tặng cho, trao đổi, cho mượn nhà, vân vân cũng đã được luật nhà quy định thì nó sẽ được thực hiện theo quy định nào? Có phải được thực hiện theo quy định của luật nhà không hay là phải thực hiện theo quy định của bộ luật dân sự? Thì tôi thấy rằng là quy định như vậy là cũng chưa thống nhất. Mặt khác ấy, nếu các quy định nêu trên ấy, có cái sự khác nhau thì giải quyết như thế nào?
trong khi mà luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật chúng ta mới ban hành thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái nguyên tắc áp dụng pháp luật như cái quy định cũ. Cho nên là tôi thấy rằng là cái vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ý kiến của đoàn đại biểu Quảng Bình, phần thảo luận tiếp tục nhận được các ý kiến về một số nội dung của dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi của các đoàn đại biểu khác. Thứ hai ngày 26 tháng 10, Quốc hội sẽ tiếp tục phiên làm việc tại hội trường để thảo luận về dự thảo bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi. Nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, hôm nay ngày 24 tháng 10, huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2015. Với truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, bên cạnh chủ động đến chính sách hậu phương quân đội, đối với người có công với cách mạng, các cơ quan ban ngành của huyện Quảng Trạch luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến các mẹ Việt Nam anh hùng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã công bố quyết định phong tặng và trao tặng huy hiệu bằng cho hai bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, toàn huyện Quảng Trạch có 123 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Sự cống hiến to lớn của các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo. Cũng tại buổi lễ, tỉnh đoàn Quảng Bình đã nhận phụng dưỡng mẹ Trần Thị Dân ở xã Quảng Tiến với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một năm. Hôm nay ngày 24 tháng 10, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị liên tỉnh nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa 17. Sự kiện kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 12 năm 2015. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch sẽ thông qua 11 báo cáo và 5 nghị quyết, gồm báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2016, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2016, nguyên tắc và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2016, báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân huyện năm 2015, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, báo cáo của Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế về kết quả giám sát và kết quả thẩm tra, các tờ trình của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân về nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Chiều hôm qua ngày 23 tháng 10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thi ẩm thực du lịch năm 2015. Hội thi đã thu hút 20 đơn vị đến từ các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong thời gian 45 phút, với kinh phí không quá 400.000 đồng, cả đội thi phải chế biến và trưng bày 3 món ăn, trong đó có 2 món chính và 1 món khai vị. Tại hội thi, cả đội bếp đã chế biến nhiều món ăn đẹp mắt, tinh tế, chất lượng cao, thu hút nhiều du khách tham quan. Thông qua hội thi nhằm tạo sự giao lưu kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị giới thiệu, quảng bá thương hiệu cũng như nâng cao tay nghề, chất lượng phục vụ, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên để dịch vụ ăn uống của ngành du lịch Quảng Bình ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của du khách. Cùng với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân xã và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ và nhân dân, đến nay, bộ mặt nông thôn ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch đã có nhiều đổi thay và đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chủ động phát huy tốt nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của cấp trên. Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Trung Trạch đã đầu tư xây dựng được trên 49 công trình lớn nhỏ, như nhà hiệu bộ của trường tiểu học và trung học cơ sở, nhà văn hóa xã và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, với tổng kinh phí xây dựng hơn 30 tỷ đồng. Trong đó vốn từ ngân sách của xã và nhân dân đóng góp là gần 20 tỷ đồng. Cả trục đường liên xã liên thôn ngõ xóm được bê tông hóa. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động kinh tế du lịch và đã hình thành khu du lịch dịch vụ tại các bờ biển. Tổng giá trị thu nhập từ dịch vụ và xuất khẩu lao động gần 64 tỷ đồng, chiếm 45% trong tổng thu nhập xã hội. Được biết, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm còn 2,8%, số hộ khá giàu ngày càng tăng lên. Đến nay, xã Trung Trạch đã đạt được 18 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang gấp rút hoàn thành tiêu chí trường học, phấn đấu đến tháng 11 năm nay sẽ hoàn thành.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần làm tổ công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm Đồng Hới đã làm tổ công tác phối hợp để mạnh tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân và cả chủ rừng cùng chung tay bảo vệ và phát triển rừng. Thành phố Đồng Hới hiện có trên 6.500 hecta rừng và đất lâm nghiệp phân bổ tại 10 xã phường trên địa bàn. Phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao cho 4 đơn vị chủ rừng và các hộ gia đình nhân trồng chăm sóc quản lý bảo vệ rừng. Chính vì vậy, trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, hạt kiểm lâm Đồng Hới đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của cả chủ rừng và sự hưởng ứng tích cực của cả hộ dân nhận đất, nhận rừng và sống gần rừng. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng, hàng tháng, hàng quý, hạt kiểm lâm Đồng Hới đều phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ vậy, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm Đồng Hới cũng tăng cường cán bộ bám địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Nên từ đầu năm đến nay, nhìn chung công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Đồng Hới cơ bản được giữ vững. Đối với công tác kiểm tra và quản lý lâm sản trên địa bàn, ngay từ đầu năm, hạt kiểm lâm Đồng Hới đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý lâm sản, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển gỗ trái pháp luật, nhìn chung trên địa bàn ổn định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến quản lý bảo vệ rừng được nâng lên rõ rệt, cơ bản các chủ rừng nói chung và người dân đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và tầm quan trọng của rừng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cả chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, phối kết hợp chặt chẽ với cả chủ rừng và chính quyền các địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nên các địa phương, đơn vị và hộ gia đình nhận đất, nhận rừng đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình. Qua công tác giáo dục tuyên truyền thì từ đó người dân họ đã nhận thức được và hạn chế cái việc ra vào khu vực rừng của đơn vị trại giam Sơn quản lý. Thì từ đầu năm đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng cơ bản thực hiện đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới và thể hiện cái sự phối hợp giữa đơn vị trại giam Sơn với hạt kiểm lâm thành phố Đồng Hới là thông suốt và đạt hiệu quả cao. Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2015 là hạt kiểm lâm Đồng Hới đã xây dựng quy chế phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn với ban chỉ huy quân sự xã phường có rừng, đã xây dựng 14 phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở và thành lập được 42 tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở các thôn, tổ dân phố và cả chủ rừng với trên 650 người tham gia. Đây chính là lực lượng nòng cốt để nắm bắt thông tin và tham gia bảo vệ rừng tại các địa phương, tạo nền tảng để hạt kiểm lâm Đồng Hới triển khai một cách hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng những tháng cuối năm đạt kết quả, hạt kiểm lâm Đồng Hới tăng cường chỉ đạo các trạm tổ kiểm lâm địa bàn bám rừng, bám chính quyền, bám dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, hạt kiểm lâm Đồng Hới đang tập trung lực lượng để đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, gắn với tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong những tháng cuối năm 2015 và những năm tiếp theo. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 24 ngày 25 tháng 10. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 31 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 10, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.